The development of this safe and future-oriented transport. Together, we create real achievements and a global idea. And you can also contribute to. Nếu như cả nhà mong muốn biết được điều này thì cả nhà hãy cùng tag tên những người bạn của mình vào buổi live của Thủy, hoặc là hãy theo dõi hết buổi live của Thủy trong buổi trưa ngày hôm nay. Vì có thể là sau buổi live ngày hôm nay của Thủy Nguyễn, nhà mình sẽ tức là sẽ có một cái bước ngoặt mới, và anh chị sẽ được bước sang một sự giàu có, chỉ cần thay đổi được tư duy thôi anh chị ạ. Vâng, chào chào cô nha khoa Minh Thịnh nhá. Vâng, em chào anh Nguyễn Như Thành. Em chào, vâng, anh Đức là ở đây mưa nhỏ thôi à? Vâng ạ. Vâng. Được rồi, Sáu cảm ơn cô nha khoa Minh Thịnh nhá. Vâng, cảm ơn cô đã chia sẻ like của cháu cho mọi người ạ. Thì Thủy Nguyễn biết rằng là cái tư duy nó rất là quan trọng. Đấy, nó quan trọng lắm anh chị ạ. Đó, bởi vì tại sao có những người khi mà nó nhắc đến là cái việc mà thay đổi cuộc đời, nói đến cái việc là phải làm giàu, thì có những người rất là nhanh nhẹn và rất là quyết đoán trong việc làm giàu, đúng không ạ? Nhưng mà có nhiều người thì lại rất do dự và sợ hãi, và dẫn đến là họ không dám đưa ra cái quyết định nào cho cuộc đời của mình, đúng không ạ? Em chào anh Hiệu. Em chào chị Tuyết Ninh ạ. Vâng, nghe anh chị nhà mình có thể vào chia sẻ like giúp Thủy Nguyễn nhé. Bởi vì chúng ta gieo một nhân tốt, chúng ta sẽ gặp một bầu trời quả ngọt, đúng không ạ? Thì Thủy Nguyễn đã, hiện nay Thủy Nguyễn cũng đang đồng hành cùng với UST. Thủy Nguyễn cũng là một trong những đối tác tâm huyết của quỹ SWC, và vẫn đang hàng ngày lan tỏa giá trị của UST cho cộng đồng. Đấy, thì hôm nay thì Thủy Nguyễn muốn chia sẻ với cả nhà. Đấy, thứ nhất là chúng ta cần phải biết được rằng làm thế nào để chúng ta có thể nắm bắt cơ hội. Đấy, trong cái kình anh Hiệu nói là họ không thèm tiền, đúng không ạ? Đấy, anh Hiệu là một cổ đông rất là tâm huyết, rất là VIP của tập đoàn Unite, và anh cũng đã nhìn nhận cơ hội rất là nhanh. Đấy, thì anh có nói là họ không thèm tiền. Đấy, thì thực ra đây để câu nói này cũng rất là hay, đúng không ạ? Nhiều người đã là tôi không cần tiền, đúng không ạ? Và những anh chị nào mà nói là tôi không cần tiền ấy, thực sự là họ chẳng có tiền đâu. Đó, bởi vì không à, lại là đến tiền thì Thủy sẽ cùng với cả nhà ấy chia sẻ. Đấy, thì chúng ta hiểu tiền là gì ạ? Đó, tiền thì nó, mọi người nghĩ là nó là một cái tờ giấy, đúng không ạ? Và nó có một cái giá trị rất lớn, và nó có thể giúp chúng ta trang trải cuộc sống của mình, và cuộc sống chúng ta không thể thiếu tiền, đúng không ạ? Tiền nó là con số, đúng không ạ? Tiền nó có hình ảnh Bác Hồ, đúng không ạ? Và nó có quốc huy, nó có chữ. Thế thì tiền ở đây là gì ạ? Chúng ta coi nó như là một người bạn tri kỷ của mình. Vậy thì anh chị, nếu như nó là một người bạn tri kỷ của mình, và mình lại, ví dụ như anh chị không yêu quý nó, anh chị cứ quẳng nó chỗ này, quẳng nó chỗ khác. Đấy, hoặc là ở nhà thì vứt hết chỗ này, vứt chỗ khác, vào vò vo ven và đút túi quần túi áo. Và bản thân Thủy cũng có những lúc như vậy. Nên là hôm qua khi Thủy Nguyễn học được một điều vô cùng giá trị, Thủy Nguyễn đã phải thay đổi cái cách hành động của mình với bạn tiền. Thì ở đây tất cả là những điều mà, tức là bản thân Thủy Nguyễn cũng không phải là người hoàn hảo, mà là Thủy Nguyễn đi học những cái điều đó để giúp cho bản thân mình tốt hơn mỗi ngày. Và Thủy Nguyễn đi học được cái gì thì Thủy Nguyễn lại chia sẻ với cả nhà mình. Và ở đây thì mọi người thì cùng nhau chúng ta hiểu rằng là Thủy Nguyễn cũng giống như anh chị thôi. Cũng giống như anh chị thôi, cũng là người rất bình thường. Đó, nhưng mà Thủy Nguyễn cứ có cái gì Thủy Nguyễn học được hay Thủy Nguyễn chia sẻ, bởi vì Thủy Nguyễn biết rằng là đến nay là mình cũng đang là cổ đông của UNT, và mình cũng làm thế nào đó để mình trao được cái giá trị nhiều nhất, đó, nhiều nhất cho cộng đồng. Và những cái giá trị ngày hôm nay Thủy chia sẻ, có những anh chị thì biết rồi, đúng không ạ? Có những anh chị thì chưa biết, và có những anh chị thì sẽ cần một cái gì đó. Đó, thế thì giống như là việc anh chị chúng ta đi lấy vợ lấy chồng, mình cũng phải yêu người vợ người chồng của mình thì mình mới lấy, đúng không ạ? Thì người ta mới yêu lại. Bởi vì hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn họ đối xử với bạn. Đó, vậy thì bạn tiền ngày hôm nay, đúng không? Bạn tiền ngày hôm nay là khi mà chúng ta yêu quý đồng tiền của mình, kể cả trong việc chi tiêu, chúng ta cũng cần phải kiểm soát cái việc chi tiêu của mình. Đó, không để chi tiêu một cách vô tội, chi tiêu một cách bừa bãi, đúng không ạ? Không có kỷ luật, và thích cái gì thì mua đó.
Và chúng ta cũng trong cái lĩnh vực đi đầu tư ấy, thì có rất nhiều người có bị mất rất nhiều tiền. Tức là đơn giản là họ cứ nghe người này người kia chia sẻ về cái cơ hội mà đầu tư ấy, có tiền nhiều, có tiền ngay, có tiền luôn, và họ ngay lập tức họ tham gia vào luôn, và họ không cần quan tâm đấy cái tiêu chí hay là những cái lý do để họ có thể tham dự một cái cơ hội đầu tư nào, và dẫn đến là họ bị mất tiền và họ không biết tại sao mình mất tiền. Còn những người thì mất rồi nhưng mà vẫn không rút ra được bài học, vẫn tiếp tục rơi vào cái cạm bẫy của tài chính đó. Cái rơi vào cạm bẫy của tài chính thì Thủy, anh chị thì thấy rằng là chúng ta, nếu mà chúng ta không kiểm soát được cái đồng tiền của mình nó cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì sao? Chúng ta kiếm tiền nó khó 1, chúng ta giữ tiền nó khó 10 lần, đúng không ạ? Giữ tiền nó khó 10 lần và nhân tiền nó khó đến 100 lần luôn anh chị. Nó khó đến 100 lần. Vậy thì cái độ khó tăng cao lên đòi hỏi chúng ta cần phải có những kiến thức, có những tư duy, có những năng lực quản lý tài chính. Nếu không thì mình rất dễ mình bị mất tiền, đúng không anh chị? Đó. Thì cái việc mà chúng ta mong muốn, chúng ta ai cũng khát khao mong muốn trở nên giàu có. Ai cũng muốn là tôi muốn giàu và tôi làm cần giàu. Vậy thì cái điều muốn thôi thì chưa đủ, đúng không ạ? Phải làm sao? Phải cần những cái điều đó và hành động với những cái điều đó. Chỉ khi chúng ta hành động thì chúng ta mới đạt được cái kết quả. Bởi vì ai cũng có giấc mơ, đúng không mọi người? Đó. Và giấc mơ của mình là gì? Có bao giờ mình nghĩ là mình có khả năng thực hiện giấc mơ của mình hay chưa? Giấc mơ của mình mong muốn giàu có, mong muốn báo hiếu cha mẹ, mong muốn được đưa gia đình đi du lịch, mong muốn được làm những cái công việc mình thích, được cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng. Nhưng mà thử hỏi là cái công cụ ngày hôm nay mình làm nó có giúp cho mình đạt được cái giấc mơ đó hay không? Và nếu như anh chị đi làm công ăn lương thì giấc mơ đó mãi mãi chìm trong cái sự vô vọng. Bởi vì cái công cụ đi làm công ăn lương thì sẽ không bao giờ dẫn chúng ta tới cái đích của sự giàu có được. Đó. Thế nên là chúng ta thấy rằng là việc chúng ta rất khát vọng, chúng ta rất cần, nhưng chúng ta cần phải có những tiêu chí, chúng ta cần phải có kiến thức. Nếu không thì chúng ta sẽ bị mất mát. Và chúng ta đời, cuộc đời chúng ta ấy, chúng ta biết là chúng ta học hỏi từ những người thành công, chúng ta học hỏi từ những thất bại của người khác, nhưng cuộc đời chúng ta lại không cho phép chúng ta trải nghiệm quá nhiều lần thất bại. Bởi vì từ cái tuổi 30 năm trở về xuống là những lúc mà người ta sung sức nhất, sức khỏe tốt nhất, đúng không ạ? Sức khỏe tốt nhất, thời gian có nhiều và tiền cũng có thể kiếm được nhiều. Em chào anh Luận ạ, em chào anh Kiên. Nhưng mà anh chị thấy là cái giai đoạn đó là cái giai đoạn họ khởi nghiệp, họ không có một chút sợ hãi nào cả. Nhưng đến khi về có tuổi một chút, đúng không ạ, thì hầu như là khởi nghiệp họ sẽ rất là e dè, bởi vì lúc đó không có cơ hội để làm lại nữa. Thế nên là cuộc đời chúng ta không có cơ hội để làm lại quá nhiều. Đấy ạ. Thế nên là đứng trước một cơ hội đầu tư nào đó hay một cái phương pháp làm giàu nào đó, chúng ta phải hết sức lưu ý và cẩn trọng. Và đặc biệt là chúng ta cẩn trọng với những cái gì mà nó hứa hẹn mà trả lãi, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta thấy rằng không có một cái kênh đầu tư nào mà có thể sáng đầu tư chiều có tiền luôn. Và Thủy Nguyễn cũng đã trải nghiệm hai cái kênh đầu tư như vậy, và rất nhiều bài học từ khi mà Thủy Nguyễn bước vào thị trường đầu tư cho đến bây giờ khi Thủy Nguyễn chuyển sang giá trị, thì nó lại sang một cái hướng khác. Và thì thấy rằng là cái việc mà chúng ta đầu tư ăn sổi ấy, chúng ta mong muốn làm giàu nhanh ấy, thì giống như cái việc chúng ta đi xe ô tô, đi xe máy, chúng ta vượt đèn đỏ. Bởi vì trò chơi đó là trò chơi đỏ đen, thì nó chỉ khác hình thức, đó là mình làm trực tiếp và đó là hình thức ở bây giờ hình thức online, đúng không ạ? Đó là đỏ đen ở trên mạng, đúng không ạ? Thì ở đây thì mình thấy rằng là nó giống như việc chúng ta đi xe, chúng ta vượt đèn đỏ, tưởng nhanh như là chậm cả đời, đúng không ạ? Và chúng ta làm thế nào? Chúng ta phải lùi lại một bước để chúng ta tiến 3 bước, đúng không ạ? Đừng bao giờ ham lợi nhuận một cách nhanh chóng. Và anh chị biết là có một cái câu, có một trong cái đoạn video của cô Tông Quân Hông ấy, cô Tông Quân Hông cô nói là trong cái câu chuyện mà của cô Tông Quân Hông là lễ tân của Alibaba. Và cô đã bị Jack Ma lừa 15 năm để trở thành triệu phú đô la. Và có một câu rất là tâm đắc và Thủy Nguyễn đã học được từ cô đấy, đó là
Đừng bao giờ ham với lợi nhuận nhanh chóng mà hãy kiên trì ở lại cho đến khi doanh nghiệp đó thành công. Đó, vậy thì kiên trì là kẻ thù của những người nghèo và nó là thước đo của những người thành công. Đó, sự thời gian anh chị, thời gian. Đấy, thời gian thì nó sẽ là một cái điều mà rất nhiều người không thích cái sự chờ đợi. Nhưng chính cái sự không thích sự chờ đợi đó dẫn đến họ làm một cái điều gì rất là nhanh chóng và dẫn đến cái kết quả mà không thể là cứu vãn được. Đấy, thế nên là chúng ta cần phải có những tiêu chí để chúng ta lựa chọn, và đặc biệt cái công cụ mà để giúp chúng ta đạt được cái đích đến của mình. Có rất nhiều kênh đầu tư ngoài kia, đúng không ạ? Nhưng nó liệu có phù hợp với chúng ta hay không? Nó số tài chính mà chúng ta đưa vào nó có phù hợp với tài chính hay không? Về mặt kiến thức nó có phù hợp với chúng ta hay không? Về mặt lợi nhuận nó có phù hợp với mình hay không? Về mặt pháp lý, về mặt sản phẩm công nghệ, về mặt người sáng lập. Đó, những cái điều đó liệu có giúp cho mình hay không? Nên là mình cần phải có những tiêu chí chuẩn nhất trong các tiêu chí. Và Thủy Nguyễn cũng đã chia sẻ với anh chị rất nhiều lần. Đấy, những cái tiêu chí để anh chị có thể lựa chọn một doanh nghiệp thành công. Chỉ cần anh chị bám sát những cái giá trị đó thì anh chị sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Không phải là chúng ta đầu tư là mất mát, toàn bộ mất mát đâu, đúng không ạ? Đôi khi là mình ở xung quanh mình ấy, nói thật với cả nhà là ở xung quanh của nhà Thủy Nguyễn ấy, ngày xưa thì tức là có rất nhiều những cái người mà họ đầu tư ấy, vào những cái công ty đa cấp hoặc là đầu tư vào những cái công ty mà trả lãi, thì họ bị mất mát quá nhiều luôn. Và Thủy tin rằng là trong cái địa bàn của nhà anh chị cũng vậy. Khi mà nói đến đầu tư mà anh chị chia sẻ cho một ai đó thì hầu như là họ rất là sợ. Họ rất là sợ bởi vì họ rất là sợ rủi ro. Bởi vì đâu đó họ đã nghe rất nhiều trong cái thị trường đầu tư, họ cũng đã bị mất mát rất là nhiều tiền rồi. Nên là bây giờ khi nghe đến đầu tư ấy, là họ có một cái cảm giác gì là họ rất là sợ. Đó, thế nên là chính vì là chúng ta chỉ nhìn thấy những cái tấm gương thất bại nó ở với mình quá nhiều. Chúng ta chưa được tiếp cận với những người thành công. Và Thủy Nguyễn đã biết được cái bí mật, Thủy Nguyễn đã tìm ra được cái bí mật của những người giàu. Và đặc biệt Thủy Nguyễn được chạm tới nó luôn anh chị. Được chạm tới cái bí mật đó và được làm ở cái bí mật đó. Đấy, nên là chỉ cần anh chị biết được cái bí mật đó là anh chị chắc chắn là cuộc đời anh chị sẽ bước sang một trang mới luôn. Nếu như anh chị nào còn đang làm công việc truyền thống mà mình cảm thấy là mình quá mệt mỏi với công việc truyền thống rồi, mình muốn thay đổi, mình muốn bứt phá. Em chào Sky Quỳnh nhá. Em cảm ơn chị xinh đẹp. Muốn bứt phá lên nhưng mà không biết làm cách nào cả. Thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể bứt phá nó ra, đúng không ạ? Chúng ta có thể thay đổi. Bởi vì nếu như những cái gì mà bạn, không ạ, nếu những điều xảy ra với bạn, đúng không ạ, một là bạn có thể thay đổi nó, và nếu thứ hai là nếu như bạn không thích nó thì bạn có thể thay đổi nó, và nếu như bạn không thể thay đổi được nó thì bạn hãy chấp nhận nó, đúng không ạ? Bởi vì từ cái ranh giới giữa sự nghèo và sự giàu, nó cần chúng ta phải đưa ra một quyết định rất là nhanh. Bởi vì sao ạ? Chúng ta có khi chúng ta đang làm công việc hiện tại, mình nghĩ là nếu như mình bỏ cái công việc hiện tại thì không biết công việc mới của mình sẽ như thế nào, và liệu mình có kiếm cái thu nhập bằng cái công việc cũ hay không. Và ngay như Thủy Nguyễn đây anh chị, ngày xưa Thủy Nguyễn đi làm công nhân, Thủy Nguyễn cũng mãi Thủy Nguyễn không dám bứt pha, Thủy Nguyễn không dám nghỉ việc. Và đến khi nghỉ việc rồi ấy, thì anh chị thấy rằng con đường này nó rất là rộng mở. Nó mở hết cái cánh cửa này, nó mở đến cánh cửa khác. Và Thủy Nguyễn đã thực sự là cảm thấy mình có quyết định sản xuất. Nên là từ giữa cái giàu và cái nghèo, nó cần phải một cái ranh giới rất là, nó cần một cái ranh giới và cần phải ra một cái quyết định rất là quyết đoán. Và cái quyền năng lớn nhất của con người đó là cái quyền lựa chọn và ra quyết định. Anh chị chúng ta có muốn là mình trở nên giàu có hay không thì chúng ta phải có một cái con đường. Và khi mà chúng ta đã chọn con đường rồi, quyết đoán và nắm bắt tới cái cơ hội đó. Đó, thì anh chị cũng biết rằng hiện tại là Thủy Nguyễn đang đồng hành cùng với UAT. Thủy Nguyễn đã tìm ra con đường của những người giàu, đó là sở hữu cổ phần doanh nghiệp. Đó, vậy thì hôm nay Thủy Nguyễn sẽ chia sẻ với cả nhà thời buổi 4.0 là gì, mà tại sao mọi người lại cứ nói đến 4.0. Mọi người có thực sự hiểu về thời đại 4.0 hay không? Hay là mọi người đâu đó chỉ nghe về 4.0 là công nghệ thông tin, thời buổi của công nghệ thông tin, đúng không ạ? Ngày xưa Thủy Nguyễn cũng nhầm tưởng, cứ nghĩ là đấy, cứ nghĩ là thời đại của công nghệ thông tin.
chỉ là, nhưng nó chỉ là một trong bốn cái chấm của công nghệ 4.0, đúng không ạ? Và anh chị biết là thời ngày xưa thì chúng ta thấy là thời đại của làm sao, của những cái nền giao thông bằng xe ngựa đấy. Và xe ngựa thì anh chị thấy rằng nó có rất là nhiều và trong rất là nhiều năm. Và bây giờ chúng ta thấy là có những cái thời đại, tức là chúng ta đã bước sang cuộc cách mạng cuộc cách mạng, đúng không ạ? Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ 3. Và chúng ta thấy rằng là nó đang phát triển từng ngày. Và trong cái tiêu đề của Thủy Nguyễn nói đó là xã hội chúng ta thì liên tục phát triển, và chỉ có những người không phát triển thì sẽ bị tụt lùi. Đó, thì ở đây chúng ta nói câu chuyện với nhau rằng là tại sao chúng ta lại phát triển? Chúng ta phát triển để chúng ta nâng tầm của mình lên, để khi xã hội phát triển thì khi bản thân mình phát triển thì tư duy mình phát triển, mình sẽ nhận biết được những cơ hội và những cạm bẫy để mình tránh nó ra, và mình nắm bắt những cái thời cơ để mình theo cái làn sóng đó và mình bứt phá lên. Tại sao người ta lại cứ nói câu đó là hãy đi đầu xu thế thay vì chạy theo xu thế? Bởi vì nếu như bạn chạy theo xu thế thì chúng ta mãi là cái người đi ở phía sau, chúng ta lại là mãi là người lời ở sau cùng, và chúng ta không thể nào chúng ta đón được cái làn sóng khi mà nó bắt đầu nó ra đời, đúng không ạ? Đó. Và chúng ta là người phải nhìn ra, có tầm nhìn để chúng ta đi đầu cái xu thế. Vậy thì xu thế hiện nay đó là thời đại gì, đúng không ạ? Thời đại ở hiện nay đó là thời đại Internet 4.0, thời đại của công nghệ thông tin, thời đại của robot, thời đại của công nghệ sinh học. Đấy. Và chúng ta thấy rằng là ngày xưa thì nói đến điện thoại thông minh là chúng ta hầu như chúng ta không biết, đúng không ạ? Về máy tính cũng không ít, không nhiều người biết. Đấy, về những cái kiến thức về công nghệ thì rất là ít, nhưng đến bây giờ thì sao? Và bản thân mình cũng cảm thấy là mình đang bị lạc hậu, bởi vì công nghệ thông tin mình không biết nhiều. Thế mình cũng đã cảm thấy mình rất là lạc hậu rồi. Đấy, nhưng mà nhiều người nói đến đầu tư, nói đến kiến thức tài chính ấy, thì trong đầu không có kiến thức về tài chính luôn. Đấy, bởi vì không có kiến thức tài chính nên là khi người ta nói câu chuyện về đầu tư ấy, là sợ, là rất là sợ, là lo lắng. Nhưng lại chính vì không sợ, lo, sợ không có kiến thức lên mấy như vậy. Thế nên là ở đây chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta chưa biết thì chúng ta hãy làm thế nào để chúng ta tìm cái người biết để chúng ta học. Đấy. Vậy thì có một câu nói của ông tỷ phú Robert Kiyosaki, ông có nói là thế giới này có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, chỉ cần bạn giải quyết được vấn đề nào đó đủ lớn thì bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Và các triệu phú và tỷ phú đô la trên thế giới đều giàu lên nhờ việc tự mình giải quyết vấn đề hoặc tài trợ cho người có phát minh giải quyết vấn đề đó. Và ngày hôm nay thì nếu như bản thân anh chị em mình chúng ta không có cơ hội để chúng ta tạo ra cái giải pháp, thì chúng ta đi tìm một cái giải pháp nào, cái công nghệ nào mà giải quyết được vấn đề lớn thì chúng ta đi đến đó, đúng không ạ? Và ông Gordon, ông có nói là nếu như bạn biết dòng tiền nó đang chảy về đâu thì bạn hãy đi đến đó trước một bước, đúng không ạ? Ông có nói một câu đó là trong khi người khác đang loay hoay đi tìm kiếm cái công việc để gia tăng thu nhập thì việc của tôi là ở nguyên đó không làm gì cả, dịch chuyển tiền từ nơi an toàn sang nơi nguy hiểm. Ngày xưa thì đọc cái câu nói này thì thấy là tại sao tiền nó ở nơi an toàn mà mình không để nó an toàn đi, mình lại còn dịch chuyển sang nơi nguy hiểm là gì? Đó, thì đó là cái câu mà thắc mắc khi mà lúc đầu Thủy Nguyễn chưa có những cái kiến thức và tư duy về đầu tư nhiều thì Thủy Nguyễn hỏi một cái câu như vậy. Thì sau này mình mới biết được rằng khi mà người ta đang tìm kiếm cái thu nhập thì người ta nói là tiền ở trong ngân hàng ấy, an toàn, đúng không ạ? Tiền ở trong nhà mọi người nghĩ là an toàn, tiền để trong vàng mọi người nghĩ là an toàn, nhưng mà ông lại không để ở trong những cái kênh đó, và ông lại đưa cái tiền của mình đến những cái nơi nguy hiểm. Nguy hiểm ở đây là gì ạ? Những thị trường về cổ phần, cổ phiếu, đúng không ạ? Về những thị trường về tiền số, đó là những thị trường mà nguy hiểm. Nhưng mà cái người có tầm nhìn ý, họ lại muốn đi vào những cái mới, nhưng trên cơ sở họ phải có một cái tầm nhìn rất xa và họ phân tích được thông tin. Bởi vì có một điều mà mình cũng chứng minh được một điều rằng bãi chị cũng có thể cảm nhận được, đó là những cái thành tựu ở trên cuộc đời này thì nó lại không đến từ sự an toàn, nó đến từ sự mạo hiểm và nắm bắt cơ hội. Vậy thì cái tiền của mình nó ở cái chỗ an toàn ấy. Nhiều người cứ nghĩ là gửi ăn, gửi ngân hàng là ăn chắc, đúng không ạ? Mua vàng cho ăn chắc, nhưng cái sự tăng trưởng của nó thì sẽ không nhiều đâu ạ. Và để
anh chị giàu thì đó không phải là cái kênh để chúng ta giàu, đúng không ạ? Tiền để trong ngân hàng chỉ là chỉ để ngân hàng giữ hộ mình mà thôi, ngân hàng giữ hộ mình và ngân hàng sử dụng tiền đó giúp mình mà thôi. Còn tiền chúng ta mua vàng, đó là mua để chúng ta phòng trừ rủi ro đấy, nó để chúng ta phòng trừ rủi ro. Thế thì chúng ta thấy một điều rằng ấy, chúng ta thấy một điều rằng là khi mà chúng ta nhìn thấy cái xu thế, và đặc biệt nếu như chị nào ngày hôm nay chị góp vốn là UET nhé, anh chị hoàn toàn có thể nhìn thấy được đây là một cái xu thế tương lai của nhân loại, của cả hành tinh của chúng ta luôn đó. Vậy thì thời đại 4.0 hiện nay nó yêu cầu chúng ta phải có những cái tư duy mới đó. Em chào anh trưởng, em chào anh Trung nhé. Đấy, vậy thì Thủy Xã chia sẻ với cả nhà đấy, 4.0 gồm 4 chấm như sau. Đấy, đầu tiên đó là công nghệ vật lý. Đấy, công nghệ vật lý ở đây là gì ạ? Công nghệ vật lý ở đây là những công nghệ siêu mới, đúng không ạ? Những công nghệ có trí thông minh. Đấy, những công nghệ mà anh chị thấy là nó những cái công nghệ mà chúng ta ngoài cái sức tưởng tượng của mình. Đấy, công nghệ vật lý. Và công nghệ thứ hai nữa là công nghệ sinh học. Đấy, công nghệ sinh học là những cái công nghệ biến đổi gen anh chị. Đó là những công nghệ có thể biến gen, đổi gen và cải tiến gen, và có thể biến người ta từ một người nam sang một người nữ. Và đó là những cái công nghệ mà có thể tái tạo, và kể cả trong những cái thực phẩm, thực phẩm chức năng bây giờ người ta cũng có thể nghiên cứu được. Và muốn như thế nào thì sau này họ đều có thể có cấy những cái gen và tạo ra những cái điều mà họ muốn được. Và thứ ba đó là công nghệ robot. Đấy, công nghệ robot thì chúng ta thấy rằng là robot hiện nay thì nó cũng đang là một cái chiều hướng phát triển của xã hội. Đấy, thì robot thì anh chị thấy là mọi người có tưởng tượng rằng cái nguy cơ mất việc làm của mình có nhiều không ạ? Và thì cũng có gặp một số các nhân viên ngân hàng cũng nói là, tức là bây giờ cái họ đang cắt giảm nhân sự rất là nhiều, và rất nhiều nhân viên ngân hàng họ mất việc. Thế thì ngày xưa anh chị thấy rằng chúng ta đi đến ngân hàng, chúng ta gửi tiền, tất cả mọi thứ chúng ta đều đến ngân hàng. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ có ở nhà, chúng ta làm việc online. Đấy, chúng ta gửi tiền chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh thôi là chúng ta cũng có thể giao dịch được rồi. Thế thì không cần quá nhiều nhân viên ngân hàng. Vậy thì công nhân cũng vậy. Và Thủy Nguyễn thấy những anh bạn của Thủy Nguyễn làm ở những công ty Nhật ấy, những cái máy móc ấy, hầu như là có một dàn máy móc, chỉ đâu đó 1 đến 2 người điều khiển thôi, còn toàn bộ máy móc nó tự vận hành hết, những cái công ty điện tử anh chị đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng là kể cả những công nhân bình thường hiện nay của chúng ta đang ở trong cái nguy cơ mất việc làm. Mà vậy thì những cái nguy cơ mất việc làm ý, nó nhiều thì dẫn đến tình trạng thất nghiệp. Và máy móc làm việc thì nó có thể là nó năng suất nó cao hơn con người rất là nhiều. Vì máy móc thì nó làm việc được 24/24 giờ, nó vẫn vận hành, đúng không ạ? Anh chị cắm cái quạt cũng thế, đúng không ạ? Quạt anh chị cắm cả ngày vẫn được. Nhưng con người chúng ta ý, thì cái sức của mình có hạn. Cái sức có hạn thì không thể nào làm việc với cái sự vô hạn được. Đến một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ mệt, bởi vì chúng ta là cơ thể. Đấy, chúng ta là thân tứ đại. Chúng ta cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc mệt, lúc mỏi và lúc mất năng lượng. Thì chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể là làm được quá nhiều thời gian. Và cái khối lượng công việc của chúng ta cũng chỉ ở mức cái giới hạn thôi, đúng không ạ? Đấy, thế nên là chị, nếu như chị nhìn thấy cái tương lai mà mình sắp mất việc làm, thì bây giờ anh chị chúng ta cứ làm để làm mình làm công việc hiện tại. Nhưng mình phải nhìn ra cái xu hướng, cái tầm nhìn để mà mình bước qua đó, mình dịch chuyển qua đó. Thì để khi mà mọi thứ nó trở lên cái xu thế, nó đúng cái đi đúng cái xu thế, thì mình có được đi theo cái thuyền lên thì lướt lên. Thay vì khi mà xu thế xảy ra, mình chỉ là người mà gọi là chạy theo xu thế thôi anh chị. Nếu như những anh chị nào bây giờ chúng ta còn quá khó khăn, quá nghèo, thì chúng ta hãy nắm bắt cơ hội đi ạ. Nếu như chị chưa biết cơ hội nào thì hãy gặp Thủy, Thủy sẽ chia sẻ cơ hội cho anh chị. Hoàn toàn anh chị có giải pháp, anh chị bứt phá khỏi cái cuộc sống hiện tại của mình. Quan trọng là anh chị có dám hay không thôi. Có dám thoát nghèo hay không, hay là vẫn ôm cái công việc hiện tại, hay là vẫn ôm những cái tư duy cũ dích. Đấy, bởi vì người ta nói là khi mà tư duy của mình nâng cao thì tiền của mình nó mới nâng được, đúng không ạ? Đó, thì đó là cái việc mà chúng ta cần phải nhìn nhận với những cái sự phát triển của xã hội để chúng ta đi cùng, chúng ta đi theo. Và thứ tư đó là công nghệ thông tin. Đấy, công nghệ thông tin là anh chị thấy là bây giờ truyền thông nó rất là phát triển. Đấy, mạng internet, đúng không ạ? Mạng wifi. Chúng ta cũng không thể nào hình dung được wifi là một cái thứ gọi là cái công
Công nghệ thì chúng ta nói là công nghệ là những cái thứ vô hình, chúng ta không nhìn thấy được, nhưng nó lại có khả năng kết nối siêu nhiên. Hay là ví dụ như anh chị thấy rằng Internet, Wi-Fi chúng ta không thể nhìn thấy được, nhưng mà nó có sự kết nối từ, có thể là kết nối từ các quốc gia này sang các quốc gia khác, thậm chí là trên toàn cầu luôn, chỉ cần một cái sự kết nối Wi-Fi. Đấy, ngày xưa khi mà cái thời ngày xưa, ví dụ như là những người mà đi nước ngoài ấy, đấy, có khi là đi 3 năm cũng chẳng được nhìn thấy mặt nhau, về khi mới nhìn thấy mặt nhau. Bởi vì lúc đó thì không có Internet, đúng không ạ? Thì chỉ gọi qua số thôi, gọi qua số thì rất là mắc. Đấy, nhưng mà bây giờ khi mà cái thời Thủy Nguyễn đi nước ngoài năm 2017 thì Internet cũng đã rất là phát triển rồi. Đấy, rất là phát triển, và Thủy Nguyễn cũng gọi về nhà rất là thường xuyên. Đấy, nhìn thấy cam, nhìn thấy mặt của mọi người, cảm thấy rất là vui. Đấy, thế là Thủy thấy rằng là đúng là thế giới này phát triển rất là nhanh. Và nếu như mình không phát triển thì mình sẽ bị tụt lùi anh chị ạ. Thế thì quay trở lại với cái xu thế phát triển hiện nay của thế giới, và chúng ta áp với cái công nghệ UAT ngày hôm nay, và Thủy Nguyễn vẫn đang chia sẻ hàng ngày, chia sẻ để cho anh chị nhận ra cơ hội, chia sẻ để anh chị nhận ra giá trị của nó cho thế giới này, để chúng ta cùng nhau hợp sức lại, để chúng ta thay đổi được một điều gì đó cùng với Chủ tịch Anatoly. Và ngài Anatoly là người đã tiên phong trong việc tái tạo, đưa ra một cái công nghệ giao thông đổi mới, và ông đã làm thay đổi luật chơi trong ngành giao thông vận tải. Và chúng ta đang được đồng hành một con người vô cùng tuyệt vời đó. Thì anh chị thấy rằng con tàu, đúng không ạ, về mặt yếu tố về vật lý thì anh chị thấy là tàu UAT đó là cái yếu tố về mặt công nghệ vật lý, là những công nghệ thông minh đấy chị, là những công nghệ thông minh. Thì con tàu UAT này anh chị, nó được lấy ý tưởng từ những thiết kế ở trong vũ trụ trên máy bay đấy, bởi vì chính ông Anatoly là người mà đã có nhiều năm công tác trong du hành vũ trụ của Liên Xô. Đấy, em chào anh Minh Minh UAT ạ, em chào chị Phương Nguyễn, em chào anh Phạm Văn Trường ạ. Đấy, thì nó là một con tàu cực kỳ thông minh, và nó là một cái công nghệ mà hiện nay ở trên thế giới thì chưa có một cái công nghệ nào làm được cái điều mà UAT hiện nay đang làm đó. Thì cái ưu điểm của cái công nghệ này đó là cái sự an toàn và khả năng thích ứng. Đấy, khả năng thích ứng và khả năng chi trả và cái tính bền vững. Thì cái sự an toàn thì anh chị thấy là nó sẽ giảm thiểu tai nạn rủi ro bằng không, tức là nó sẽ có nhưng nó sẽ phần rất rất nhỏ thôi đấy. Và hệ thống có một cái hệ thống chống chật bánh, hệ thống chống chật bánh. Và anh chị tưởng tượng rằng là theo cái tính toán ý, để mà máy bay và đường sắt ý, thì để mà cái số lượng người chết một năm ý, nó chỉ rơi vào trong khoảng 300 đến 350 người chết một năm thôi đấy, xô đi bù lại. Bởi vì nó có một cái hệ thống đường ray riêng, nó không có va chạm với những cái phương tiện khác. Thế khi mà cái tàu sắt thì chị thấy là cái đường ray nó cố, cái bánh xe ấy, bánh tàu ấy, nó cố định vào cái đường ray. Và khi nó cố định rồi thì nó sẽ không thể nào nó chật bánh ra bên ngoài được. Nhưng mà ô tô truyền thống, xe máy ở dưới mặt đất ấy, thì nó có thể, ví dụ nó đang trái đang phải, nó cần đi ngoẹo bên nọ ngoẹo bên kia, thì nó sẽ va chạm vào ông bên trái hoặc ông bên phải, người đi trước. Thế nhưng mà tàu này thì nó lại không có bị như vậy, bởi vì nó cũng có một cái kết cấu đường ray, đó là bánh xe thép chạy trên đường ray thép, nó cũng giảm thiểu tối đa cái tình trạng mà tai nạn giao thông. Và vì nó được nâng lên cái giao thông cấp độ 2, nó nâng lên giao thông cấp độ 2 nên là nó rất là thông thoáng, và nó cũng không có va chạm với bất kỳ cái phương tiện nào cả. Thế nên là chính cái công nghệ của chúng ta ấy, nó mang cái khả năng an toàn cực kỳ cao. Và vì nó nâng lên thì nó lại không có sự chen chúc, nó đảm bảo giao thông rất là thông thoáng và đi lại rất là nhanh anh chị ạ. Đấy, và đặc biệt cái tiếp theo nữa là cái công nghệ vật lý này nó có một cái khả năng thích ứng rất cao đấy. Và cái tốc độ hiệu suất vận chuyển hành khách thì nó đến 150 đến 500 km/h. Và thích ứng ở đây là thích ứng ở tất cả các điều kiện khí hậu, và đặc biệt chúng ta được chứng nhận ở hai cái môi trường, đó là môi trường nóng là 50 độ C, 60 độ C, và cái môi trường lạnh đó là âm 30 độ C. Đấy, nên là cái khả năng chúng ta mở rộng cái thị phần nó sẽ rất là lớn, bởi vì chúng ta đã tích hợp được cả hai cái môi trường khắc nhiệt nhất, thì những cái môi trường khác thì chúng ta cũng sẽ là
chúng ta cũng sẽ rất là dễ dàng để chúng ta có thể xây dựng, đúng không ạ? Và cái đường dây truyền tải điện đấy, và cái các thông tin và các quang thì ở trên cái đường dây luôn đấy, ở trên đường dây, và nó tích hợp trong cái hệ thống đường dây, và trong cái quá trình tàu nó chạy, nó có thể tự vận hành và tự sản sinh ra điện để cung cấp cho quá trình mà tàu chạy ở trên đường dây đó đó. Và nó làm sao, nó có được cái diện tích giao đất tối thiểu đấy cho cái mặt bằng để xây dựng cái tuyến đường UAT. Bởi vì khi chúng ta thấy là nếu mà để xây dựng tuyến đường UAT thì nó sẽ không tốn các chi phí đấy, để nó có thể là phải trả mặt trả tiền này, hoặc là để giải phóng mặt bằng, thì cái việc giao đất tối thiểu, bởi vì 1 km đường của UAT thì nó chỉ tốn có khoảng 100 m² đất đấy, so với giao thông truyền thống thì nó tốn 20.000 m² đất, nhưng ở cái UAT này thì nó sẽ tối thiểu nhất có thể đấy. Và nó sẽ làm sao, nó sẽ giảm thiểu cái chi phí khi mà xây dựng cái tuyến đường này, thì nó sẽ đưa cái việc là con tàu này nó có thể những cái lúc nghèo cũng có thể xây được, thì cái thị phần của chúng ta nó sẽ ở khắp mọi nơi, nên là thích ứng phù hợp với tất cả các loại địa hình, từ những cái địa hình khó nhất, hiểm trở nhất mà giao thông truyền thống không làm được thì UAT đã làm được điều đó anh chị ạ. Đấy, và cái khả năng chi trả cũng rất là cao, đúng không ạ? Đấy, và anh chị thấy rằng và trên cái nó cũng không tiêu tốn cái tài nguyên, và so với các loại hình phương tiện khác đấy, nó rẻ hơn giao thông truyền thống khác thì đấy 5 đến 20 lần, đúng không anh chị? Đấy, và nó có giảm thiểu tối đa cái cường độ vật liệu chi phí đấy, cầu vượt so với các loại hình giao thông vận tải khác. Để mà xây dựng cái tuyến đường này thì nó sẽ rất là nhanh, bởi vì nó là những cái tuyến đường đấy, và nó là những cái kết cấu lắp đặt. Những cái đường dây này chúng ta hoàn toàn có thể là lối độ dài ở hai bên một cách vô tận luôn. Đấy, cứ lối độ dài, và nó là những cái việc mà lắp đặt, mà nó có những cái điều mà giúp cho cái công nghệ chúng ta giảm thiểu tối đa cái chi phí để xây dựng anh chị nhé. Đấy, và cái chi phí khi mà chi phí xây dựng nó thấp thì đồng nghĩa với cái chi phí vận hành, cái giá mà sau này đi tàu ấy nó sẽ rất là thấp. Nếu như chúng ta vừa được đi cái công nghệ vừa an toàn, đúng không ạ, vừa nhanh, chi phí vừa rẻ, mà chúng ta lại thông toán, chúng ta không phải chờ đợi, thì chúng ta có thích không ạ? Và chắc chắn là chúng ta sẽ thích rồi, đúng không ạ? Đấy, và đặc biệt nữa là cái sự bền vững, thì anh chị thấy rằng là chúng ta được bảo bền vững ở đây thì chúng ta thấy là cái việc cái tuổi thọ của tuyến đường UAT của chúng ta ấy, thì nó có tuổi thọ rất là cao. Đấy, nhiều người nói là tàu này thì nó giống cáp treo. Đấy, thì nó cũng có một chút giống cáp treo của cái tuyến đường Unina ấy. Unina thì nó rất giống cáp treo. Nhưng mà để mà anh chị có một cái thông số, anh chị có cái thông tin để anh chị phân tích ra ấy, thì anh chị sẽ thấy rằng ấy, là cái mặt hạn chế của cái cáp treo so với tàu của UAT chúng ta ấy, thì nó sẽ cách xa nhau rất là nhiều. Bởi vì chính cáp treo thì cái tuổi thọ của cáp treo nó chỉ được đó khoảng 6 đến 8 năm là nó bắt đầu phải thay các trục tua bin, và bởi vì nó bị bào mòn các đường dây, đúng không ạ? Cái dây cáp treo anh chị. Đấy, nó bào mòn và nó sẽ đứt lên khoảng 8 đến 10 năm là nó sẽ phải thay lại một lần. Đó. Và khi mà cái tuyến đường UAT của chúng ta ấy, cái tuổi thọ của đường và của cái toa xe ấy, của tuyến đường nó khoảng 50 năm. Đấy, toa của tuyến đường nó 50 đến 100 năm. Của xe cũng vậy, đúng không ạ? Của toa xe cũng vậy. Thế thì khi mà cái sự bền vững nó đã gấp rất nhiều lần so với những cái gì mà chúng ta tưởng là như vậy, nhưng nó lại không là như vậy. Và chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta thấy rằng cái tuổi thọ nó đã hơn nhau rất nhiều như vậy, vậy thì cái chi phí vận tải hành khách ấy, nó cũng cách xa nhau. Bởi vì để mà chúng ta vận chuyển được hành khách ấy, thì nguyên cái cáp treo anh chị thấy là cái hiệu suất của nó rất là thấp. 1 giờ đồng hồ thì nó di chuyển được khoảng 2.000 người, đúng không ạ? Nhưng để mà 1 giờ đồng hồ so với hệ thống cáp treo thì nó sẽ trung chuyển được khoảng là 50.000 hành khách trên 1 giờ. Đấy, cái số lượng hành khách này sẽ được rất là nhanh, bởi vì thứ nhất là cái tốc độ nó nhanh và cái thời gian nó không phải chờ đợi. Đấy, thế nên là việc mà chúng ta thấy là cái mọi thứ nó đang rất là tốt nếu mà chúng ta nhìn thấy cái tiềm năng của công nghệ này. Và đặc biệt là bền vững ở đây là khi mà chúng ta xây dựng cái tuyến đường này thì nó sẽ là sao? Nó sẽ làm cho cái cảnh quan thiên nhiên của chúng ta sẽ được thẩm mỹ hơn, đẹp hơn, đấy, được xanh hơn, được sạch hơn, nó bảo tồn thiên nhiên của chúng ta. Đấy, bảo tồn thiên nhiên và bầu khí quyển sẽ trở nên trong lành. Đấy, và bài toán cho không gian sinh sống cho 8 tỷ người, bởi vì nó sẽ
kết nối giao thông giữa các quốc gia đấy, và các quốc gia, và khi đó là cái sự cái việc di chuyển đi lại nó sẽ rất là dễ dàng, nên con người ta sẽ không phải lo quá nhiều về vấn đề đi lại nữa đấy. Và chúng ta thấy là cái giá trị của UST hiện nay thì nó đã đạt được rất là nhiều những cái giá trị, và đặc biệt là có cái sự thân thiện với môi trường và trí tuệ nhân tạo đấy. Thì trí tuệ nhân tạo thì nó cũng nằm trong một trong cái yếu tố đó là cái phần trí tuệ nhân tạo, đó là robot, đúng không ạ? Đấy, robot tức là nó không có người lái, nó toàn bộ là tự hành, toàn bộ là tự hành. Thì chúng ta hoàn toàn chúng ta thấy là công nghệ thông tin thì ở UST nó cũng có tự hành đấy, và ở cái sinh học thì nó cũng có là về vấn đề về môi trường, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta ở thấy là UST nó có đầy đủ bốn yếu tố của cái mà chúng ta gọi là 4.0, thời đại 4.0 ấy ạ. UST nó có đầy đủ bốn yếu tố đó, và chúng ta thấy là mình cực kỳ may mắn luôn ạ. Mình cực kỳ may mắn khi mà mình nắm được một xu thế. Anh chị rất may nha, bởi vì anh chị ngày hôm nay chị đang biết đến UST là anh chị đang nắm được một xu thế cực kỳ lớn của xã hội của chúng ta. Đấy, tại sao thì nói là 100 năm chúng ta không bao giờ chúng ta nhận được một cái cơ hội nào tuyệt vời như UST. Bởi vì chính bản thân thì mình cũng đã trải nghiệm 3 năm trong cái công nghệ này. Có rất nhiều thông tin luôn này, có rất nhiều thông tin, và nghe vô số những lời phản đối. Đấy, những cái điều mà họ không thích họ nói. Thì người đã nhìn ra hết những cái điều đó. À thì bật cái mạng lên không tí nữa này. Đó. Thì Thủy Nguyễn đã nhìn ra được điều đó. Thủy Nguyễn thấy rằng là bản thân Thủy Nguyễn và những người mà Thủy giúp đỡ, mọi người cũng đã hiểu ra, và mọi người đang cảm thấy cũng rất là yêu cái công nghệ này. Yêu cái công nghệ này và mong muốn đóng góp một điều gì đó cho xã hội. Vậy thì Thủy sẽ chia sẻ với cả nhà cái bí mật dòng chảy của tiền. Tại sao chúng ta nói là chúng ta đầu tư vào UST, tài trợ vào UST, chúng ta hoàn toàn có khả năng trở nên cực giàu luôn anh chị. Cực giàu luôn ạ. Chỉ cần ngày hôm nay chị biết được điều này, và anh chị có kế hoạch tài chính rõ ràng, thì anh chị biết được anh chị sẽ trích ra bao nhiêu phần trăm, và cái sự giàu có đến của anh chị đến đâu, thì nó tùy theo cái mong muốn, cái khát vọng của anh chị lớn đến đó. Đấy. Thế thì dòng tiền nó sẽ chảy như thế nào? Chúng ta có biết là dòng tiền nó chảy từ ở đâu không? Nó chảy từ ở đâu đến đâu hay không? Hay là chúng ta chỉ biết là mình đi làm mình kiếm tiền. Và kiếm tiền thì người ta nói là kiếm thì nó phải rất là vất vả, bởi vì kiếm nó phải đào, phải bới, phải xới, phải móc thì nó mới có tiền. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta lại thay đổi ra là đi làm tiền. Đấy, đi dùng tiền để tạo ra nhiều tiền hơn, thay vì mình phải đi kiếm tiền. Người nghèo thì đi kiếm tiền, nhưng người giàu sẽ biết là dùng tiền để sử dụng tiền. Họ có thể là đi làm công ăn lương một thời gian, nhưng họ không làm cả đời. Họ chỉ làm thuê một thời thôi, chứ họ không làm thuê cả đời. Và họ chấp nhận làm thuê để họ tìm ra được con đường. Họ học tập, họ phát triển, và họ đi theo cái con đường mà họ tìm đó. Họ không bao giờ chấp nhận cái cuộc sống mà phụ thuộc vào người khác. Đó là những người có sự độc lập. Những người có sự độc lập, những người có sự khát khao, họ sẽ biết cách để họ nhân cái tiền của mình lên. Đấy. Thì để chúng ta có thể được có nhiều tiền, thì chúng ta cần phải biết cái dòng chảy của tiền nó đi từ đâu đến đâu, đúng không ạ? Bởi vì chỉ khi mình biết dòng chảy của tiền thì mình mới biết đến đó để mình hứng, đúng không ạ? Và nếu như ông nói là ông Gordon, ông nói là nếu chỉ cần biết dòng tiền của thế giới đi về đâu, bạn đến đó trước một bước và bạn mang xô, mang chậu ra mà hứng. Khi mà mình biết là dòng tiền ở đâu, mình phải hứng. Hứng thế nào mà hứng nhiều nhất có thể? Hứng ở đây là gì ạ? Tức là khi mà anh chị biết đến cơ hội mà giúp cho chị giàu có, thì anh chị hãy gia tăng tài sản của mình nhiều nhất có thể. Đó là hứng đấy ạ. Đấy, đấy là nghĩa bóng, là chúng ta nói là mang xô, mang chậu ra hứng. Thì ở đây chúng ta nói câu chuyện là khi mà cơ hội đến, ai là người có nhiều thông tin, ai là người quyết đoán, ai là người dám làm, thì anh chị sẽ có được sự đột phá lớn. Nhưng phải trên cơ sở đó là thông tin, kiến thức, những cái gì mà anh chị đã được học thật kỹ, hoặc là hỏi những người mà đã có chuyên môn. Đó. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng theo chị là tiền ở đâu nhiều nhất ạ? Đấy, anh chị thử comment xem là tiền ở đâu nhiều nhất. Em chào anh Bùi Đức Tĩnh ạ. Theo chị là tiền ở đâu nhiều nhất ạ? Có phải là tiền ở chính phủ không anh chị? Tiền ở chính phủ là sẽ nhiều nhất. Tiền nhà nước ấy, đúng không ạ? Tiền của nhà nước ấy là sẽ nhiều nhất.
Và sau đó thì đến là ngân hàng nhà nước. Chính phủ là nhiều nhất, xong rồi đến phân bổ về ngân hàng nhà nước. Đấy, ngân hàng nhà nước thì sẽ đến ngân hàng thương mại cổ phần. Và ngân hàng nhà nước này thì rất là sợ cái ông thương mại cổ phần này làm sai. Bởi vì gọi là ông là cổ phần thì có rất nhiều người góp vốn vào đó. Thì họ chỉ sợ cái ông cổ phần này làm sai, bởi vì họ sẽ là sao? Đã gọi là thương mại, là kinh doanh rồi thì họ sẽ làm cách nào để họ có được nhiều cái lợi nhuận nhất. Đó, thì hiện nay thì có khoảng 4 ngân hàng trực thuộc ấy, ngân hàng thương mại cổ phần trực thuộc ngân hàng nhà nước, chỉ có 4 ngân hàng thôi. Thứ nhất đó là Vietcombank, thứ hai đó là Agribank, thứ ba đó là Vietinbank, thứ tư đó là Techcombank. Tức là 4 ngân hàng này là 4 ngân hàng không bao giờ phá sản. Không bao giờ phá sản luôn anh chị. Nó được dưới sự bảo trợ của nhà nước, và đã được bảo trợ của nhà nước rồi thì không bao giờ bị phá sản. Vậy thì cái gì mà được sao? Được ngân hàng rót tiền vào nhiều nhất. Đó, không biết anh chị biết được ạ. Cái gì mà được ngân hàng rót tiền vào nhiều nhất? Chúng ta hãy đến đó để chúng ta nắm bắt cơ hội ở đó. Đấy. Thì hôm nay thì sẽ biết phân tích cho chị 7 cái dòng chảy của tiền. Anh chị xem sẽ biết được mình đang hứng ở cái dòng tiền thứ mấy. Và nó một cái sơ đồ, đó là càng ở trên cao thì dòng chảy của tiền càng nhiều, và càng ở dưới thấp thì đồng nghĩa với việc đón tiền nó càng thấp. Tiền đó nó càng thấp anh chị. Đấy, thì Thủy sẽ phân tích cho chị đầu tiên. Đó là tiền sẽ đổ về các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh này thì các ngân hàng họ sẽ cung cấp cho một cái lượng tiền rất lớn, mà họ có thể là không cần phải thế chấp luôn. Bởi vì những cái ngân hàng, bởi vì những cái doanh nghiệp này họ trực tiếp tạo ra hoạt động sản xuất kinh doanh. Và khi họ tạo ra sản xuất kinh doanh đó, thứ nhất là họ sẽ giải quyết vấn đề việc làm mà nhà nước đang là lỗi nơ cho những công nhân bị thất nghiệp. Thì những cái doanh nghiệp này ra đời, họ đã giải quyết được một bài toán, một lỗi nơ cho nhà nước, cho chính phủ rồi. Đó là cái điều đầu tiên, đó là giải quyết việc làm. Thứ hai đó là cung cấp nhu yếu phẩm, các giải pháp, đấy, các đồ dùng cho các những người dân trên toàn thế giới, thậm chí là cả toàn cầu. Nhu yếu phẩm và các mặt hàng mà phục vụ cho con người. Đấy, thế là chúng ta thấy rằng là nó cung cấp những cái như vậy. Đấy, và nó liên tục nó tạo ra cái lợi nhuận sản xuất kinh doanh lớn. Thì khi mà ngân hàng cho vay thì họ sẽ tạo ra sản xuất kinh doanh lớn, thì họ sẽ đóng cái tiền thuế cho nhà nước cao, đúng không ạ? Lợi nhuận của họ lớn thì cái dòng tiền đổ về từ doanh nghiệp rất lớn luôn anh chị. Đấy, thế thì chúng ta thấy là các ngân hàng, các doanh nghiệp mà gọi là doanh nghiệp sản xuất lớn như thế này thì đã được dưới sự bảo trợ của ngân hàng rồi. Đấy, thì ngân hàng luôn luôn rót vốn vào những doanh nghiệp này. Đó là lý do mà chúng ta thấy là những cái doanh nghiệp mà gọi là doanh nghiệp sản xuất lớn còn lâu mới có như phá sản anh chị. Đó, và những cái điều này mà hôm qua là Thủy đã được học từ một người Anh. Một người Anh đã là chủ của hai doanh nghiệp, một doanh nghiệp ở bên Nhật Bản và một doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc. Và anh có thâm niên làm chủ doanh nghiệp là gần 25 làm chủ doanh nghiệp. Và khi mà nghe được những kiến thức của những con người này thì mình cảm thấy là bản thân mình rất là nhỏ bé. Bởi vì kiến thức về Thủy đang chia sẻ với cả nhà này là anh ấy đã bỏ ra hàng trăm triệu đi sang tận Singapore để học kiến thức về tài chính, kiến thức về tiền. Và ngày hôm qua thì Thủy đã được học lại hết. Hôm nay thì Thủy Nhận sẽ chia sẻ với cả nhà. Đấy, có thể là không nhớ hết nhưng sẽ nhớ được những cái ý chính để sẽ giúp cho cả nhà hiểu được cái dòng chảy của tiền mà mình đang hứng. Đó. Thế thì cái cổ phần doanh nghiệp này nó có thể tạo ra các chứng khoán. Và chúng ta đang mua một cái doanh nghiệp tạo ra chứng khoán anh chị. Chúng ta đang mua doanh nghiệp tạo ra chứng khoán ở cái giai đoạn đầu tiên. Là chúng ta đang hứng ở cái giai đoạn đầu tiên. Anh chị tưởng tượng là ở một cái con sông. Đấy, cái cửa đầu tiên nó chảy vào. Đấy, nó có thể vào một cái huyện, một cái xã nào đó chẳng hạn. Thì cái cổng đầu tiên ấy, nước nó sẽ về đầu tiên. Đó, thì nó lại ví dụ như là anh chị nhá, anh chị bơm nước vào một cái ruộng ngô đi. Đấy, một cái ruộng ngô thì cái cống, cái mương nó ở đầu ấy. Cái mương nó chảy xuống cái ruộng của anh chị. Thì anh chị thấy là cái luống đầu tiên ấy
là cái luống nó sẽ chảy vào đầu tiên. Nó sẽ chảy vào đầu tiên và nước nó sẽ nhiều đầu tiên, đúng không ạ? Nếu như trong cái trường hợp đó là cái ruộng đó thì nó không bị trũng và đa phần là nó sẽ lúc nào nó đi đầu tiên, đúng không ạ? Chúng ta đi gặp ai, chúng ta xếp hàng, chúng ta cũng phải nhìn thấy người đầu tiên trước, đúng không ạ? Sau đó chúng ta mới nhìn thấy những người ở phía sau. Vậy thì cái tiền cũng vậy. Nếu như cái cửa đầu tiên của nó vào doanh nghiệp là cái cửa to, cứ cái cửa to và cái cửa chắc chắn nhất thì tiền chắc chắn sẽ ở đó nhiều. Và chúng ta muốn kiếm tiền thì chúng ta phải đến những cái nơi mà cái tiền nó nhiều, chúng ta đến đó kiếm. Vậy thì chúng ta thấy là tiếp theo nữa là cái cửa số 2 của tiền, nó sẽ chảy về cái doanh nghiệp. Nó sẽ chảy về làm sao? Nó sẽ chảy về các công trình đầu tư công. Công trình đầu tư công ở đây là điện, đường, trường, trạm, miễn là công trình của nhà nước. Thì anh chị thấy rằng nếu như mà đầu tư công ấy, thì chúng ta có cửa hay không ạ? Kể cả những doanh nghiệp sản xuất ở bên trên, chúng ta cũng không có cửa để chúng ta mua được cổ phần của doanh nghiệp đó. Không thể nào mua được cổ phần của doanh nghiệp đó. Bởi vì họ đã có những mối quan hệ, họ có những người thân, họ cũng chẳng biết mình là ai cả. Họ kêu gọi vốn của họ, và những cái người mà họ kêu gọi vốn đó là những người rất là giàu. Bởi vì mối quan hệ của người ta rất là chất lượng, nên họ rất là giàu. Đấy. Thế nên là chúng ta không có cửa để chúng ta có thể nắm bắt được những cái cơ hội để chúng ta đón là cái giai đoạn 1 rồi giai đoạn 2. Thì sau này chúng ta chỉ nhìn thấy họ có tiền, họ có cổ phần của doanh nghiệp đó và mình không có. Bởi vì mình cũng không có đủ cái mối quan hệ và cái cơ hội mà để được người khác chia sẻ. Đó. Thì những cái công trình nhà nước này cũng nhiều, đúng không chị? Rất nhiều và xây dựng liên tục ở khắp các mọi nơi, khắp các tỉnh thành trên đất nước Việt Nam. Thì nếu như mà có những đơn vị thầu, đơn vị sản xuất, đơn vị thầu đấy mà chúng ta có được làm ăn cùng với những cái đơn vị uy tín thì cái tiền của mình cứ chắc chắn sẽ có rồi, đúng không anh chị? Đấy, và thứ ba nữa là đổ vào chứng khoán. Chứng khoán tiền bắt đầu nó là ở cái cửa số 3, nó không phải là cửa đầu tiên. Thế thì anh chị thấy thị trường chứng khoán tiềm năng không ạ? Rất tiềm năng. Và người người bây giờ đang học cách để chơi chứng khoán, đầu tư chứng khoán. Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà cuối cùng thì tiền nó vẫn ở chỉ cái hạng mục thứ 3 thôi. Chị chào em Giang nhé. Đấy, nó ở cái hạng mục thứ 3. Thứ 4 đó là vàng. Đấy, anh chị tưởng tượng như một cái dòng chảy này. 1, 2, 3, 4. Thứ 4 đó là dòng chảy của vàng. Đúng không ạ? Vàng nó là ngân khố của quốc gia. Là ngân khố quốc gia và là cái việc là quốc gia sẽ dự trữ. Đấy. Dự trữ để khi mà phòng tránh một cái điều gì đó bất chắc xảy ra thì họ có cái đó, họ thanh quản ngay sau tiền mặt rất là nhanh đó. Và thứ 5 đó, dòng tiền sẽ đổ vào bất động sản. Tức là tiền nó bất động sản ấy, thì anh chị thấy rằng đến giờ phút này ấy, thời của bất động sản nó đang đi xuống dần và nhà nước đang thiết chặt các mối quan hệ thiết chặt luật về bất động sản. Thế là chúng ta cần phải biết được thời nào là thời đầu tư cái gì, đầu tư bất động sản hay đầu tư vào doanh nghiệp hay đầu tư vào chứng khoán, cổ phiếu, thì nó cần có một cái lộ trình, cần có một lộ trình và chúng ta đòi hỏi phải cần với tầm nhìn để chúng ta phân tích. Đấy, bất động sản hiện nay thì anh chị thấy rằng là nó cũng chỉ là cái dòng tiền mà đổ về thứ 5 thôi. Thì bắt đầu thứ 5 thôi, mọi người cũng đã nhìn thấy là họ cũng đã kiếm được tiền, đúng không ạ? Họ đã kiếm được tiền và có những người thì họ cũng mất đấy. Nhưng mà thị trường nào cũng vậy, thì sẽ có người mở được và sẽ có người mất. Thì lát nữa thì sẽ ví dụ cho anh chị xem là cái sức bật của cái việc mà đón đầu cái xu thế, lắng được một cái thời kỳ ở giai đoạn đầu tiên nó sẽ tuyệt vời như thế nào. Đấy, và thứ 6 nữa là nó chảy về các thương mại dịch vụ, tức là các khu du lịch, văn hóa du lịch. Đấy, văn hóa du lịch hay là các công ty nhỏ như là văn phòng phẩm. Thì cái doanh nghiệp này ấy, thì nó là những doanh nghiệp hộ tự doanh nghiệp rất là nhỏ, và để mà vay vốn được ngân hàng thì cũng rất là khó, đúng không ạ? Chờ chị một chút nha. Đó, nó đổ về các hoạt động văn hóa du lịch, thể dục thể tạo, văn hóa du lịch, thể thao. Đấy, và các công ty cổ phần nhỏ
Và thứ bảy đó là crypto. Đấy, thị trường crypto đó là thị trường ở phần cuối. Thì nhiều người nói là tại sao bất động sản này lại có thể ở cái phần thứ 5 sau cái dòng chảy của tiền? Tại sao crypto nó ở dòng chảy thứ 7? Vậy thì anh chị thấy là có phải là doanh nghiệp hiện nay chúng ta thấy là con người chúng ta đang đi làm cho các doanh nghiệp không ạ? Những doanh nghiệp nhỏ thì sẽ quy mô sẽ nhỏ hơn, đúng không? Nhưng những cái doanh nghiệp lớn anh chị thấy có những cái doanh nghiệp hàng vài chục ngàn người thì cái doanh thu của họ có lớn không ạ? Công ăn việc làm tạo cho con người có lớn không ạ? Rất lớn, đúng không ạ? Thế thì chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta có cổ phần của các doanh nghiệp về sản xuất, chúng ta sẽ đón được cái đồng dòng tiền đầu tiên trong cái dòng chảy của tiền. Nhưng mà khổ một điều đó là chúng ta đi làm cho các doanh nghiệp đó, chúng ta đi làm cu ni cho họ, nhưng mà mình lại không có một cái cổ phần nào, không có một cái cổ phần nào của các doanh nghiệp đấy cả. Mà cái nơi mà ngày hôm nay chúng ta đang biết đến UAT này, nó là một cái doanh nghiệp, nó là một doanh nghiệp đầu sản xuất, kinh doanh, và sau này sẽ tạo ra rất nhiều công ăn. Và đặc biệt nó là một cái doanh nghiệp nó đang giải quyết cái dạng vấn nạn của xã hội mà các doanh nghiệp khác không làm được. Thì Thủy vẫn nói với anh chị rằng doanh nghiệp mà được dưới sự bảo trợ của ngân hàng và nhà nước thì nó không bao giờ nó có sự phá sản. Và đặc biệt là một yếu tố đó là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh. Thế vậy thì UAT của chúng ta ngày hôm nay có phải là chúng ta đang được đón được một cái xu hướng không ạ? Chúng ta đang đón được cái cửa đầu tiên của tiền, đó là nắm giữ cổ phần doanh nghiệp, và đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Và hiện nay thì chúng ta đã được các quốc gia, các chính phủ họ đang hậu thuẫn và đang ưu ái, tạo cho chúng ta rất nhiều các điều kiện để chúng ta phát triển đó. Thế nên là anh chị cứ nắm giữ cổ phần đi, sau này anh chị sẽ được đầu tư tất cả các lĩnh vực đầu tư ở bên dưới Thủy Nguyễn vừa phân tích, đúng không ạ? Đầu tiên thì nhắc lại, đầu tiên tiền sẽ đổ về các doanh nghiệp sản xuất. Thứ hai là sẽ đổ về các công trình dịch vụ công quốc gia. Thứ ba là sẽ đổ về chứng khoán. Thứ tư sẽ đổ về vàng. Thứ năm sẽ đổ về bất động sản. Thứ sáu sẽ đổ về thương mại và dịch vụ. Thứ bảy sẽ đổ về crypto. Vậy thì anh chị, nếu như anh chị đang làm sao? Đang làm tư, anh chị đang là làm thương mại dịch vụ, anh chị đang đón dòng tiền ở cái vị trí thứ 6, và anh chị đang đón crypto là anh chị đang đón dòng tiền ở vị trí thứ 7. Thì ở đây là cái điều mà không phải Thủy Nguyễn tự nghĩ ra đâu nhé. Không phải Thủy Nguyễn tự nghĩ ra, mà những cái điều này mà một người anh đã là chủ của doanh nghiệp, nên anh ấy có một kiến thức chuyên sâu về doanh nghiệp, có kiến thức chuyên sâu về doanh nghiệp. Và anh ấy là người đã bỏ ra rất nhiều trăm triệu, thậm chí cả tỷ tiền để đi học về doanh nghiệp đấy. Học về luật doanh nghiệp, và anh còn đứng lên anh giúp cho rất nhiều người hiểu được cái giá trị này. Đấy, thế nên là tại sao thì lại nói là nếu như biết về xu thế, biết về xu thế, về thời thế, chúng ta sẽ biết là nên làm gì, nên đầu tư gì. Vậy thì khi anh biết được dòng chảy của tiền đầu tiên đó là về doanh nghiệp, thì anh chị hãy tìm doanh nghiệp để anh chị đến đó, anh chị nắm giữ cổ phần. Sau này cái doanh nghiệp anh chị còn tạo ra vô số các cổ phiếu ở trên sàn mà anh chị đang được nắm giữ ở cái thời điểm sơ khai, thời điểm rất rẻ. Đấy, những cái điều mà Thủy đang nói này này là những cách mà người giàu họ đã biết rồi. Họ biết và họ chỉ mình. Có người ta chỉ mình thì mình biết, còn không ai chỉ mình thì mình vẫn không biết. Mình vẫn đi làm và vẫn đi làm. Nhưng mà khi anh chị biết rồi, anh chị góp vốn ở UST rồi, thì anh chị cảm thấy đây là một cái con đường đi đúng, thì bắt đầu anh chị tìm hiểu kỹ hơn để anh chị làm sao? Tìm hiểu kỹ hơn để anh chị nắm bắt được cái thời cơ. Đấy, và UST hiện nay đó là một cái thời cơ. Nó là thời cơ và nó đang là một cái công nghệ đi đầu của thế giới về giao thông thông minh. Đấy, nó đi đầu và nó là một cái ngành tiên phong trong lĩnh vực về giao thông vận tải đổi mới. Nó tiên phong thôi chị, và chúng ta đang là những người đi tiên phong. Chúng ta đi tiên phong thì chúng ta sẽ là sao? Rủi ro hơn người khác, thành công lại hơn người khác, tiền nhiều hơn người khác, mối quan hệ lại cũng nhiều lên. Đấy, thế nên đây chị thấy là một giá trị, một công nghệ mà mang lại giá trị cho con người lớn như vậy, thì chẳng có lý do gì mình bảo mình không tin nó cả. Đấy, và nếu như anh chị nào chưa đi, có thể anh chị chưa tin, nhưng bản thân thì mình đã đi sang tận UAE rồi, thì mình thấy là điều đó hoàn toàn có thật mà. Đấy, không có gì mà gọi là mình ảo và bánh vẽ mà ảo tưởng nữa đó. Thế nên là xin chúc mừng tất cả anh chị, chúng ta đã nắm giữ được cổ phần của UST. Đấy, chúng ta đã nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp này, thì anh chị đang nắm được cơ hội
rất tuyệt vời, anh chị đừng bao giờ bỏ lỡ nó. Đừng bao giờ bỏ lỡ, bởi vì từ chối một cơ hội thì không khiến bạn nghèo đi. Nắm bắt một cơ hội thì không khiến bạn nghèo đi. Nhưng mà từ chối một cơ hội thì có thể là khiến bạn phải vất vả cả cuộc đời này. Thế thì khi mà chúng ta đón nhận được một cơ hội nào, có thể là chúng ta thay đổi đấy, hoặc là chúng ta có thể một cái sự bứt phá lên một cái không gian rất mới luôn. Chúng ta có thể bứt phá đi. Đấy, thế nên là những anh chị nào muốn giàu, khát khao giàu thì anh chị phải nắm bắt cơ hội thật nhanh. Đấy, thật nhanh để khi mà công ty chúng ta kết thúc giai đoạn gọi vốn thì chúng ta sẽ trở thành những người siêu giàu. Siêu giàu đây thì mình không so sánh với các tỷ phú đâu, mà mình chỉ so sánh với bản thân mình này, với những người tầm ngưỡng mình thôi. Đó, thì còn mọi sự so sánh đều là khập khiễng, nhưng mà quan trọng là anh chị chúng ta có khát vọng, có ước mơ, thì bằng mọi cách cái ước mơ của anh chị nó sẽ thành sự thật. Đấy, anh chị có tin không ạ? Thì Nguyễn thì Thủy Nguyễn rất là tin. Đấy. Rất là tin, nên là anh chị ạ, anh chị hãy làm cách nào để cho mình có nhiều tài chính, để mình có thể làm được nhiều việc, lo cho mọi người trong gia đình của mình một cuộc sống tốt hơn. Ô, mạng bị sao nhỉ? Và xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Đó, thì Thủy Nguyễn cũng đã chia sẻ với cả nhà về xu thế về 4.0 là gì. Đấy, và thứ hai nữa là Thủy Nguyễn đã chia sẻ với cả nhà, đó là bí mật dòng chảy của tiền. Anh chị sẽ đứng ở đâu, vị trí nào để anh chị có thể hứng được nhiều tiền nhất. Đấy, khi mà hứng được nhiều tiền nhất thì mặc định mình trở nên giàu có rồi, đúng không ạ? Đấy, mặc định trở nên giàu có. Đấy, thế nên là người ta nói là đúng là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu như trong đầu tư mà mình không có kiến thức thì chẳng khác gì người mù đi đường đâu chị. Mà mù đi đường thì không thể nhìn thấy đường được. Khi mà chúng ta đầu tư có kiến thức ấy, thì nó sẽ rất là an toàn, nó sẽ rất là an tâm, và chúng ta không sợ là chúng ta bị mất mát nữa. Chúc mừng em Giang nhé, chúc mừng anh Minh Minh, chúc mừng anh Đức Phạm, chúc mừng anh Luận, chúc mừng anh Kiên, chúc mừng cô nhà khoa Minh Thịnh. Đấy, mọi người là rất là giỏi luôn. Mọi người rất là giỏi, mọi người có rất nhiều cổ phần và Thủy Nguyễn rất là ngưỡng mộ. Đấy. Và Thủy Nguyễn xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều nhé. Và xin chúc tất cả mọi người có một buổi trưa thật là vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Đấy. Và chúc cả nhà luôn luôn học tập và phát triển tốt, và đặc biệt là sở thật nhiều cổ phần UAT trước khi công ty đóng gọi vốn giai đoạn cổ phần gốc cả nhà nhé. Thủy Nguyễn có xin chào và hẹn gặp lại tất cả nhà mình ạ. Bye bye cả nhà. Xin chào em Giang nhé. Giang ơi, em mở lại cái buổi live tối chiều ngày hôm qua của chị ấy. Em nghe lại cái buổi chiều hôm qua. Buổi chiều hôm qua chị live trực tiếp ấy. Rất là hay đấy. Và ngày Thủy Nguyễn xin gửi lời chào tất cả nhà mình nhé. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Và hẹn gặp lại cả nhà mình trong buổi live tiếp theo ạ. Bye bye cả nhà. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi video của Skillwell. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích, đừng quên nhấn nút thích và chia sẻ để nhiều người hơn biết đến những cơ hội đầu tư đột phá và công nghệ vận tải tương lai. Và hãy đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn nào từ chúng tôi. Hãy khám phá thêm các video khác của Skillwell để nắm bắt những thông tin mới nhất và hữu ích nhất. Xin vui lòng liên hệ số 0945295231 để biết thông tin cơ hội đầu tư cổ phần UST, và đừng quên xem chi tiết ở phần mô tả video này. Skillwell, đồng hành cùng bạn trên hành trình đầu tư thông minh và khám phá những công nghệ đột phá. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Development of the safe and future-oriented transport. Together, we real achievements and a global idea. And you can also contribute to. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.